nhâm nhâm ba là con người. Cái gì mà la lối âm sầm cả làng vậy? Làng của mình có chuyện gì rồi? Trời ơi, gấp lắm rồi. Mọi người bị gì rồi anh ơi? Đi, cái gì vậy trời? Ủa đang có chuyện gì vậy trời? Không biết nữa, để coi đi theo tụi nó có chuyện gì mấy bạn ơi. Gấp lắm. Em đi qua nhà anh Thường Kiên nghe mấy chuyện này đó. Bị ai đập cái bẫy này, sorry, bị sập bẫy xong rồi té tới dưới chết à. Làm gì có chuyện đó nữa. Có ai đó trong làng mà em Thường Kiên đó? Có ai đó cả làng, cả làng mình thì có á. Đúng rồi. Có người nào mà làm được mấy việc này? Ủa, cả làng? Cả làng là sao nữa? Mình bị lắm. Cái gì? Ở đây còn có vụ đó nè. Nhà Huy nó sập cháy vậy? Nhà Huy nó cũng cháy lụi luôn rồi các bạn ơi. Ủa, ai là người làm vậy? Dập lửa. Cháy đèn Huy ở trong đây nè. Lụi luôn. Nó cũng bị cháy rồi. Ủa, ai là người cũng đã giết Huy nó rồi? Cái gì vậy trời? Ai chạy trên xe, ai ngủ nè? Cái gì nữa vậy? Đã có người xử luôn, ăn ngủ luôn rồi mấy bạn ơi. Sao có chuyện như vậy được? Có vụ này thiệt luôn á. Cái gì vậy trời? Làm sao mà thằng ngủ cũng bị giết luôn rồi mọi người ơi. Còn cái gì nữa? Trời ơi, các bạn ơi, nhà của thằng Ha Chi cũng tan tành mây khói luôn mấy bạn ơi. Ai đặt cái hại nhà Ha Chi á? Chuyện gì nó xảy ra vậy trời? Trời ơi, Ha Chi đang còn ôm cái trái TNT luôn nè mấy bạn ơi. Chắc là nó không muốn nổ ngôi nhà của nó đâu, nên nó ôm trái bom tự sát trong ngôi nhà của nó rồi. Bạn mình còn một nạn nhân nữa. Cái gì nữa? Còn nữa hả? Sao cái gì mà nhiều dữ vậy? Gì nữa đây? Cái gì nữa đây? Trời ơi, Giác Miên đã bị chết bằng nổi lên bệnh gì trong tội nghiệp dữ vậy trời. Trời ơi, nó đã ám sát cái làng của mình, em sợ quá, em không muốn ở làng nữa. Ủa vụ này thiệt luôn hả? Ủa sao tụi bay ở làng, tụi bay không biết thông tin gì vậy? Em không biết đâu. Tự nhiên đi ra bữa nay thấy con ngựa chết rồi em chạy vòng vòng. Trời ơi, sao tất cả những hành vi trong làng sinh tốt của mình đa phần bọn họ bị chết hết rồi mấy bạn ơi. Chạy con người chết đó. Ôi nghe ơi, sợ quá em chạy về chạy về chỗ vậy thôi. Trời, hai cái đứa chết chết tiệt này. Ý nha ơi, tôi thấy tình hình này là không ổn đâu Ý nha ơi, ông coi có cách nào đó không chứ? Trời ơi, được. Biết cách nào bây giờ đây, tự nhiên bọn họ bị chết hết rồi. Tụi có cách nào bây giờ, đi theo tôi đi. Hả? Có cách gì? Zombie có cách hả các bạn? Rồi được rồi, để mình đi theo Zombie nữa coi, để coi cách của Zombie có ổn thỏa để giúp được mọi người tìm ra được hung thủ là ai không? Hả? Rồi này có gì đâu trời. Tôi đã bí mật làm một cái cánh cổng ở dưới cái tầng hầm nhà vệ sinh của tôi, đi theo tôi đi. Một con đường bí mật luôn hả? Tìm ai là người đã gây ra tất cả những chuyện này. Cái gì mà ghê vậy? Sao bà không nói cho tôi nghe? Trời má, mớ gì giờ hình của bà không vậy? Thì phòng bí mật của tôi thì có hình tôi, có chuyện gì làm bất bình thường đâu, đó là có điều có lý đó, muốn gì nữa. Trời đất ơi các bạn ơi, còn có con một con dơi nữa kìa. Thôi nhưng mà thôi đi, trời ơi, phòng của Zombie thì đúng rồi, có hình Zombie thì đúng rồi các bạn ơi. Để không có chạy được. Ui đâu đi, ui có nhiều cửa như vậy. Ở đâu đây là phòng gì đây? Đây là phòng giám sát của tôi thường giám sát lại sinh tố bằng phòng này. Ôi, phòng giám sát luôn sao? Cái gì mà ghê dữ vậy trời, gì mà chuyên nghiệp dữ trời. Còn trong đây chính là cái chỗ mà tôi ngủ nghỉ. Phòng bếp luôn hả? Ừ đúng rồi. Đúng rồi đó. Nếu mà chúng ta muốn giám sát thì chúng ta ở dưới này thì đúng là một căn hầm an toàn ở dưới này luôn á mấy bạn ơi. Không có cái gì hết. Ồ có phòng ngủ đầy đủ á luôn. Ôi được, có hai hình hai đứa mình luôn hả? Ok hợp lý á. Ấy nhưng mà bây giờ chúng ta phải cần điều tra đi chứ vậy không ổn đâu. Đi. Vậy ra đây căn phòng này là căn phòng hợp lý nhất để chúng ta điều tra nãy ha. Phòng này là hợp lý để chúng ta điều tra hả? Chúng ta sẽ thu thập manh mối, sau đó chúng ta sẽ kết luận ra xem ai chính là hung thủ đã gây ra tất cả những sự việc khiến cho làng sư tố bị chết. Chúng ta phải cần tìm hiểu ra những người nào đã giết hại những người trong làng của mình. Giác nè, Ha Chi, Sầu Riêng, Huy Núp và Tàu Hủ luôn các bạn ơi. Năm đứa lớn thật là nguy hiểm, không biết vô cuộc đứa nào là hung thủ đây nữa. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn quan sát ra ngoài, mà đi ra ngoài lỡ cái tên nó gặp tụi mình rồi giết như năm người kia giờ sao trời. Ôi, như trời vậy ơi. Thì không ổn tí nào đâu. Trời ơi, ông đừng có lo. Khi mà tôi nói với ông là tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Chuẩn bị đầy đủ? Bà làm gì chuẩn bị đầy đủ vậy? Chính là một cái điều khiển livestream đó. Điều khiển livestream remote control. Đúng rồi, sao nữa? Sau đây bây giờ ông hãy sử dụng cái điều khiển livestream này. Ôi, đồ ở đây có cả flycam luôn hả? Trời ơi, flycam này còn có cả cái camera quan sát luôn cơ các bạn ơi. Đồ, nhìn flycam này có vẻ xịn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta làm gì với lại cái livestream này bây giờ? Bây giờ chúng ta sẽ điều khiển cái livestream này để đi quan sát bên ngoài. Trời, nhưng mà bây giờ chúng ta ở dưới hầm hả? Trời ơi trời, dễ mà. Bây giờ, chuẩn bị
Ui rồi. Ủa được rồi Jimmy ơi, bây giờ tôi đang điều khiển cái flycam này bay vô làng sinh tố đây. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ điều khiển con flycam đó để vô nhà của Super Ngáo để coi thử coi. Bởi vì hồi nãy chỉ có Super Ngáo với lại Kimmy là ở làng của mình thôi. Hợp lý á, quá hợp lý lắm mấy bạn ơi. Phải nghe coi thử coi bắt nguồn từ hai tụi nó mới xỉ ra chuyện gì các bạn à. Coi thử. Được rồi, vô nhà thằng này thôi. Cuối cùng ở đây có rồi, đúng nhà thôi. Thằng Super Ngáo nó đang cầm một cây búa kìa mấy bạn ơi. Đâu ra nhà mình có cái flycam này vậy? Hello Super Ngáo, là tao Hi Ha đây mày. Arania, ủa John dùng flycam bay nhà em chi? Trời ơi, bây giờ lộ ra ngoài có mà chết sao mày ngu quá vậy? Đúng rồi ha. Nhưng mà trên tay mày cầm cái gì kia? Không lẽ mày đã dùng hung khí này để giết tất cả mọi người đúng không? Ê, bậy nha, không phải nha. Không cái phải, cầm... chị tại sao em có cái cây này như vậy được? Trời ơi, ông cố ơi, tôi cầm cái búa này lại vậy nè, yêu tôi. Đi theo mày. Đâu, cái gì đâu. Ông cố ơi, tôi cầm cái búa này là để tôi che cái nhà này lại, tôi đóng lại nè, chứ lỡ ai giết tôi rồi sao? Em có thật sự là chứ. Như vậy không vậy? Sao ba? Chứ giờ em làm gì? Trời ơi, em yếu quá. Sao người ta có thể tin được? Lỡ đây chỉ là một cái cớ để mày diễn ra con... Em phải đi cho. Cái gì vậy? Đứa nào đây? Ôi, sao ông flycam bà bị bắn bể luôn rồi? Quái rồi thiệt chứ. Cái tên chết tiệt, thấy được hung thủ rồi đó, nhưng mà không biết hắn ta là ai luôn. Nhưng mà không phải Super Ngáo đâu, tại vì hắn ta tới và bắn cái flycam của... Ôi, nếu như vậy, nếu nó đã bắn flycam thì Super Ngáo chết rồi, mình phải coi Jimmy ơi. Ơi. Được rồi, kích hoạt flycam đi Jimmy. Được rồi, nhanh lên. Được rồi, bây giờ mình phải đi coi thôi, nhanh lên, không biết Super Ngáo sao rồi. Chết rồi, Super Ngáo đâu rồi? Trời ơi, cửa dưới nó chặn rồi mấy bạn ơi, mình phải bay bằng cửa ở trên. Ui, nó còn nổ luôn ở trên này luôn nè, trời ơi là trời. Oh no, Super Ngáo đã đi bụi luôn rồi Jimmy ơi. Trời ơi, giờ làm sao đây hả? Tôi cũng không biết nữa, không biết kẻ nào đã làm chuyện này nữa. Nhưng mà Super Ngáo đã bị bắn luôn rồi. Flycam của bà nè cũng bị bắn luôn. Trời ơi trời, kẻ nào mà ác độc quá vậy trời? Tại sao lại làm những cái tiện đàn những cái bạn của mình? Ở đây còn có những cái vết đạn của nó nữa nè. Nhưng mà chúng ta làm cách nào bây giờ Super Ngáo? Thằng em của mình bây giờ nó đi bụi rồi. Vậy nó không phải là hung thủ trong chuyện này Jimmy ơi. Vậy hung thủ là ai bây giờ? Tôi cũng không biết nữa. Rốt cuộc hung thủ là tên nào vậy trời? Cái tên chết tiệt này, hắn ta đã vô phá hủy cái livecam này, sau đó là giết Super Ngáo xong đó, hắn ta chạy đi đâu mất tiêu luôn mấy bạn ơi. Vô cuộc đâu mất tiêu rồi cái chứ. Đâu rồi. Tôi phải bay vòng vòng coi thử coi mới được. Cái tên chết tiệt này. Phải làm chuyện gì? Ủa, thằng tố gà. Ủa, nó cầm cây dao đi đâu vậy trời? Quay thằng kia. Ủa cái gì vậy? Cái flycam nào vậy? Mày làm cái dao đi đâu vậy? Mày biết trong làng bữa giờ nãy giờ là mày thấy 5 người chết không? Thằng Super Ngáo mới chết nữa có nghĩa là 6 người chết rồi đó. Cái gì? Mày cầm cái dao này. Mày chính là kẻ hung thủ đã giết tụi nó đúng không? Ơi ơi, không phải, nói cái gì vậy? Làng mình có người chết hả? Tao đâu có biết gì đâu. Tao đi mua đồ về nấu ăn thôi mà. Trả lời ấp úng như thế này, thật không phải là mày đâu tao gà. Bây giờ nấu đồ ăn gì? Cầm có cái dao không mày? Đâu có đâu. Có cà chua nữa nè. Cà chua? Mày mà nấu cái món gì có thì, cà chua chứ? Không tin thì mày đi theo tao đi, tao sẽ cho mày thấy tao đang nấu ăn như thế nào. Nè đi theo tao. Mày mà nói xạo, mày chính là hung thủ, không cần nói nhiều nữa mày, lẹ lắm. Trời hung thủ gì trời, đó. Tao là đầu bếp á. Nè vô đây coi đi, trong nhà tao. Thôi mày đừng có xạo mày. Thấy chưa? Tao gà. Ôi, cái tên này, hắn ta chỉ là hung thủ. Trời ơi, hắn ta đã bắn cái flycam nữa rồi. Ôi, lần này hắn ta còn giết luôn cả tô gà luôn rồi. Vậy là 7 người trong làng của mình đã bị giết rồi. Cái tên khốn kiếp đó là cái tên nào vậy trời? Trời ơi, những người anh em của mình bị bắn chết kìa. Bà không lo, bà lo mấy con lai cam của bà. Trời ơi, lẹ. Ê, kích hoạt nó lên cho nó xoay đi. Rồi, đẩy lên. Thấy rồi kìa, được rồi, cho lên đi Jimmy ơi. Điều khiển lên ghế ngồi. Trời ơi, kỳ này ta nhất định phải bắt được ngươi. Lên thôi.
được rồi, người đâu rồi, tên chết tiệt kìa. Tên chết tiệt bị dội vô liêm sỉ, tại sao ngươi lại làm như vậy? Hay flycam của Jimmy bị bắn bởi nằm ở đây nè các bạn ơi. Ai, con tô gà cũng bị xử luôn rồi. Trời ơi, vậy là tô gà với lại Super Ngáo, hai người đang trong viện tình nghi của mình cũng bị tiêu diệt luôn rồi mấy bạn ơi. Vô cuộc cái kẻ đó là kẻ nào vậy cơ chứ? Nó đã giết tô gà luôn rồi, đạn gì tùm lum hết nè. Flycam của mình cũng bị bắn luôn. Trời ơi là trời. Nhưng mà bây giờ thì chỉ còn một người thôi, đó là Kemi. Không biết con Kemi có phải là hung thủ trong chuyện này hay không nữa, bởi vì Kemi chỉ còn là một trong những người ở đây thôi các bạn ơi. Con Kemi kìa các bạn ơi, con Kemi đang trong nhà của Super Ngáo. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ bay fly cá. Ui trời 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 trời, Kemi kìa. Kemi Ngáo. Hả? Hả? Ôi, cái camera này bị mất hả? Trời ơi, giọng của tao là mày không nhận ra hả mày? Ủa anh đi ha. Trời ơi, ủa sao anh lại làm cái camera vậy trời? Trời ơi, anh có phải camera đâu, anh đang điều khiển camera đi vòng vòng. Mày biết nãy giờ những người trong làng của mình bị giết hết rồi không? Anh mà không biết anh fly cam là anh chết đó. Em biết mà, nãy giờ Ngáo chết rồi, không biết anh làm sao hết. Nhưng mà làng này anh lĩnh tiền hết tình nghi hết rồi. Những người nào mà anh nghi đều bị giết hết, nhưng mà mày chưa bị giết. Có thể mày có là hung thủ đúng không? Không, 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 không. Anh đừng có nói như vậy đâu, tự nhiên em lại giết Ngáo của em chứ. Anh nói cái gì, anh nói xà lơ quá à. Không nhưng mà, phải nhưng em mà, chứ còn ai ở làng này còn mình em thôi hả? Không phải, thôi còn mình em liên quan gì em giết Ngáo với mọi người trời, mắt chị em giết em có biết cái gì đâu. Nhưng mà hình như là bên nhà em còn một có một cái manh mối này nè. Anh qua đây em cho anh coi nè. Manh mối hả? Đâu? Em phải tìm cái công bằng cho Super Ngáo vậy, manh mối vậy. Được rồi các bạn ơi, mình sẽ đi theo nó để coi nó có manh mối gì các bạn à. Đâu? Có gì cho coi đâu. Thấy gì chưa? Em trích xuất camera gần nhà của tô gà đó. Trích xuất camera gần nhà của tô gà? Ủa? Cái này đâu phải là anh đâu. Anh chỉ là hung thủ. Màu tóc này thì không phải là đi đâu được. Từ từ. Không phải. Bình tĩnh. Đây. Ủa em đang làm cái gì với anh hả? Bộ anh đồ. Dám làm như vậy hả? Đây không phải là anh. Đây chính là Hi Ha Bram. Hi Ha Bram. Hi Ha. Ủa Kem ơi. Không thể nào. Hi Ha Bram. Không lộn rồi, làng của chúng ta. Hi Ha Bram chính là hung thủ, Dâm ơi. Bây giờ hắn ta cũng đã xử luôn cả con Kemi luôn rồi. Vậy là chúng ta không còn một người làm tấm xấu trừ tôi. Chết rồi. Nếu mà chúng ta không xử lý chuyện này nhanh, hó thế nào cũng tìm tới chúng ta mà thôi. Còn cái cuối cùng nè, cái flycam cuối cùng. Được rồi, bây giờ tôi sẽ sử dụng nó để qua làng Hi Ha Âu đi cứu giúp mọi người thôi. Nhanh lên. Được rồi, để tôi khởi động nó. Khởi động đi. Được rồi kìa, đẩy nó lên đi Jimmy. Được rồi. Đi qua làng Hi Ha Âu ngay lập tức thôi mấy bạn ơi. Nhanh lên. Lên đội. Bây giờ mình phải qua làng Hi Ha Âu ngay lập tức. Nhanh lên. Ui da, trời ơi, thằng Hi Ha với lại con Jimmy nó đã trốn ở đâu cơ chứ? Thì ra nó trốn sau những cái webcam này để đi điều tra về thông tin những người chết sao. Đây sẽ là vũ trụ mà ta sẽ hóa hủy hết tất cả. Chúng mày cứ chờ đó, bây giờ thì tao đi tìm hai đứa bay đây. Được rồi, cánh cổng đa vũ trụ đây rồi, đi thôi. Ê, được rồi, qua được tới cái làng Hi Ha Âu rồi các bạn ơi. Ê, được rồi. Tổng thống Hi Ha với lại đang ở đâu vậy trời? Bay lên. Chỉ có thể trên nhà của ổng thôi chứ còn ở đâu nữa. Ê, kìa. Trời ơi, hai người này rảnh dữ vậy mà đang ngồi đóng gió ở đây vậy trời. Ê, hôm nay trời mát dữ. Ủa, con phải cam gì đây? Ê, tổng thống Hi Ha ơi, tôi nè, Hi Ha nè. Ủa, Hi Ha sao hôm nay fly cam qua tới đây vậy? Chết rồi, Hi Ha Bram nó qua giết hết những người trong làng sinh tố của tôi rồi. Bây giờ ông mà không qua lẹ, chắc chắn 100% nó sẽ giết tụi tôi mất. Ê, được rồi. Rồi, để tao đi liền. Hi Ha anh ta, bây giờ mày ở đây nha, tao sẽ đi liền đây. Đi thôi nha, nhanh lên. Tao đi đây. Trời, nó không kịp nói gì luôn. Thôi đi lẹ đi các bạn ơi, gấp lắm rồi. Trời ơi, tổng thống Hi Ha đúng là xịn này các bạn ơi. Game 1-1 xong rồi bay luôn các bạn. Trời ơi, còn mình phải live fly cam như thế này này. Nhanh lên. Vô. Trời ơi, cánh cổng nó còn chưa lót nữa. Trời, ông đi trước cánh cổng chưa lót luôn các bạn ơi. Được rồi, về làng. Nhanh lên, tổng thống Hi Ha, theo tôi nè. Đây nè. Trời ơi, bay trước mà còn đi sẵn hơn nữa. Trời ơi, người đợi coi Hi Ha làm gì mà bay nhanh như vậy, làm sao tao bay kịp. Trời ơi, ông mà tổng thống nhà ông game 1-1 ông bay được luôn mà, sao mà không được. Ủa, nó đâu rồi ta, không biết là... Ê, tổng Hi Ha ơi, cái kia chính là cái
Được rồi, ta sẽ vô giúp đây. Hệ Tony Abraham kìa. Ôi chết rồi mấy bạn ơi. Nó ơi, Nó tới cửa rồi. Mở cửa ra. Lũ khốn cái người, ta chỉ cần giết hai chúng mày nữa là xong rồi. Mày sẽ không giết được tao đâu Abraham, biết đó. Không giết thật hả? Cửa này sao? Mở ra thôi. Chết rồi Jimmy ơi. Lùi xuống. Trời ơi. Vũ trụ chết tiệt này thì đúng ra là phải chết đi cho rừa. Chết rồi mấy bạn ơi. Giờ sao đây nha? Tôi không muốn chết đâu. Đã đến lúc chúng mày nên chết đây. Ủa? Đúng rồi, Tổng Omega. Ông Omega, các người có sao không? Trời ơi, Tổng Omega vừa đến đúng lúc lắm. Một xíu nữa là bọn tôi bị hắn ta giết rồi đó. Trời ơi. Thôi được rồi. Mày có Tổng Omega không đâu là bọn tôi chết tiêu đỡ xuống địa ngục luôn quá. Thì thôi được rồi, may mắn lắm. Bây giờ vũ trụ này tôi sẽ hồi sinh để bù đắp lại cho mọi người. Cho tôi xin lỗi nhiều nha. Rồi, không có gì đâu. Có gì giúp lại những người bạn của tôi giùm nha. Mấy người bọn họ chết hết luôn rồi. Yên tâm đi, để tôi hồi sinh lại bọn họ cho. Ok, giao hết cho ông đó, Tổng thống Mia ơi. Trời ơi, may quá Jimmy ơi. Cuối cùng Tổng thống Mia đã giúp tụi mình rồi Jimmy ơi. Thôi, video này của mình cũng đến đây thôi các bạn ơi. Nếu các bạn thích video này thì đừng quên like cho mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.